Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sentos Một mẫu xe gầm cao cỡ B được lắp ráp tại Việt Nam Và mẫu xe này những năm trở lại đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh em khách hàng Hôm nay là những ngày đầu tháng 10 thì Em xin phép cập nhật cho anh em chi tiết về chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sentos Để anh em nào đang có nhu cầu quan tâm mẫu xe này Như là anh em đang có nhu cầu mua một mẫu xe nằm trong phân khúc gầm cao cỡ B anh em xem video để có thêm những cơ sở từ đó thì anh em cân đối đưa ra những quyết định lựa chọn mua xe cho phù hợp và mời anh em cùng xem chi tiết video Mẫu xe Kia Santos có hai tùy chọn động cơ cho anh em, đó là động cơ 1.5 máy xăng thường và động cơ 1.5 turbo máy xăng. Đối với động cơ 1.5 thường thì anh em sẽ có những phiên bản sau. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Santos 1.5 AT tiêu chuẩn. Phiên bản thứ hai đó là chiếc Santos 1.5 AT Deluxe. Phiên bản thứ ba đó là chiếc Centos 1.5 AT Luxury. Phiên bản cao cấp nhất đó là chiếc Centos 1.5 AT Premium. Đối với tùy chọn động cơ 1.5 Turbo thì anh em sẽ có hai phiên bản. Phiên bản thấp đó là Centos 1.5 Turbo bản Luxury và phiên bản cao đó là chiếc Centos 1.5 Turbo phiên bản GT. Trong phiên bản GT này anh em sẽ có thêm một tùy chọn đó là gói tùy chọn cao cấp. Trên thị trường, Kia Centos cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như là chiếc Hyundai Creta, Peugeot 2008, hai mẫu xe này là hai mẫu xe lắp ráp cũng như chiếc xe tốt ngoài ra thì còn một số những mẫu xe nhập khẩu đó là chiếc Mitsubishi Fox, Honda HR-V, Mazda CX-30, Toyota Yaris Cross, Toyota Corona Cross và một số những mẫu xe khác. Chính sách bán hàng của Kia phân vùng thị trường em xin phép nhắc lại để anh em nào mới tham khảo anh em nắm được. Chính sách phân vùng ở đây có nghĩa là anh em mua xe đăng ký biển ở đâu chỉ có showroom ở nơi đó được phép bán cho anh em thôi và nhìn chung chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Seltos thời điểm đầu tháng 10 vẫn ổn định, không có gì thay đổi so với thời điểm tháng 9 vừa rồi cả. Chính vì vậy, anh em nào thường xuyên theo dõi giá cả biến động của mẫu xe Kia Seltos thì anh em có thể dừng video ở đây được, đỡ mất thời gian của anh em. Và phần tiếp theo em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về giá xe lăn bánh, số tiền trả góp, gốc lại hàng tháng để anh em tham khảo. Và mời anh em cùng đến với tùy chọn động cơ 1.5 máy xăng, phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là chiếc Seltos 1.5 AT tiêu chuẩn. Em xin phép đi thẳng vào vấn đề đó là chính sách bán hàng luôn để anh em tham khảo. Giá bán theo chính sách của nhà máy là 599 triệu. Anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh bên em thì vẫn sẽ có cơ chế linh động cho anh em được nữa. Với giá bán này, giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp em đã tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 657 triệu và cần trả trước 147 triệu. Các tỉnh áp thuế 12% thì sẽ là 637 triệu và cần trả trước 128 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 631 triệu và cần trả trước 122 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 651 triệu và cần trả trước 141 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 509 triệu. Trong thời gian vay 8 năm gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,3 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Phiên bản thứ hai cho tùy chọn động cơ 1.5 máy xăng đó là chiếc Kia Sorento 1.5 AT bản đi Giá bán theo chính sách của nhà máy là 639 triệu và đây cũng là chính sách bán hàng thời điểm đầu tháng 10 cho anh em. Vẫn có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại hai cơ sở bên em. Giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp em cũng đã tính cụ thể cho anh em bên sau. Anh em ở Hà Nội, ra biển số sẽ là 699 triệu, cần trả trước 156 triệu các tỉnh áp thuế 12% thì anh em lưu ý anh em được giảm thuế thì bây giờ còn 6% thôi. Ra biển số sẽ là 679 triệu và cần trả trước 136 triệu. Các tỉnh áp 10% thì bây giờ còn có 5% ra biển số sẽ là 673 triệu và cần trả trước 130 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 693 triệu và cần trả trước 149 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là 543 triệu. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lãi tháng đầu tiên, anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,9 triệu. Phiên bản tiếp theo đó là chiếc Kia Santos 1.5 AT Luxury và tùy chọn em cập nhật cho anh em là tùy chọn 6 túi khí. Giá bán theo chính sách của nhà máy là 699 triệu và cũng không có gì thay đổi so với thời điểm tháng 9 vừa rồi cả. Với giá bán này, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em xin tính cụ thể cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 761 triệu cần trả trước 167 triệu. Các tỉnh áp 12% thuế là 742 triệu, cần trả trước 148 triệu. Các tỉnh áp 10% thì ra biển số sẽ là 735 triệu và cần trả trước 141 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 755 triệu và cần trả trước 160 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 594 triệu trong thời gian vay 8 năm. Gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 9,7 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần và phiên bản cao cấp nhất cho tùy chọn động cơ 1.5 máy xăng đó là chiếc Sentos 1.5 AT Premium. Giá bán theo chính sách của nhà máy là 749 triệu và tháng 10 này giá bán cũng ổn định không có gì thay đổi. Với giá bán 749 triệu này thì trên thị trường anh em đã có thể tham khảo một số những mẫu xe SUV 5 chỗ rồi. Ví dụ như là chiếc Mazda CX-5 bản Deluxe, chiếc Ford Territory, Kia Sportage thì anh em đã phải thêm khoảng 2-3 chục nữa hay là chiếc Hyundai Tucson. Và với giá bán 749 triệu giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép tính cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội ra biển số sẽ là 815 triệu và cần trả trước 178 triệu. Các tỉnh áp 12% thì sẽ là 795 triệu, cần trả trước 159 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 788 triệu, cần trả trước 151 triệu. Biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 808 triệu và cần trả trước 171 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 636 triệu trong thời gian vay 8 năm gộp lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,4 triệu tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần và mấy anh em cùng đến với tùy chọn động cơ thứ hai đó là động cơ 1.5 turbo phiên bản đầu tiên em cập nhật cho anh em đó là chiếc Santos 1.5 turbo luxury giá bán theo công bố của nhà máy là 719 triệu như vậy là phiên bản này rẻ hơn so với phiên bản 1.5 thường premium 30 triệu vẫn có cơ chế linh động cho anh em khi mà anh em mua xe tại cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em với giá bán 719 triệu giá sẽ ra biển số nam bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép cập nhật cho anh em như sau anh em ở hà nội ra biển số sẽ là 786 triệu cần trả trước 174 triệu các tỉnh áp 12% thuế là 766 triệu cần trả trước 155 triệu các tỉnh áp 10% thì sẽ là 759 triệu và cần trả trước 147 triệu và biển thành phố hồ chí minh thì sẽ là 778 triệu và cần trả trước 167 triệu như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 611 triệu trong thời gian vay 8 năm Cộng lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10 triệu tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần và phiên bản thứ hai cho động cơ turbo đó là chiếc santos năm turbo bản GT giá bán theo chính sách của nhà máy là 769 triệu và giá bán này vẫn ổn định không có gì thay đổi cả với giá bán trên thì giá xe ra biển số năm bánh cùng với những thông tin trả góp em xin phép tính cụ thể cho anh em bên sau anh em ở hà nội ra biển số sẽ là 839 triệu cần trả trước 185 triệu các tỉnh áp thuế 12% thì ra biển số sẽ là 819 triệu, cần trả trước 165 triệu. Các tỉnh áp 10% thì sẽ là 811 triệu, cần trả trước 157 triệu. Và biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 831 triệu và cần trả trước 177 triệu. Như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 653 triệu. Trong thời gian vay 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 10,7 triệu. Tháng thứ hai trở đi cũng sẽ theo dư nợ giảm dần. Ngoài ra thì anh em có thêm một tùy chọn nữa đó là gói tùy chọn cao cấp thì gói này sẽ hơn so với Santos 105 Turbo City gói thường là 30 triệu và tùy chọn này em xin phép không cập nhật trong video anh em thực sự quan tâm thì liên hệ với nhân viên bên em để bên em tư vấn cụ thể hơn anh em lưu ý giá xe ra biển số bánh của các phiên bản Kia Santos em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể xem trên màn hình trong trường hợp anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí đó là bảo hiểm thân vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản này thì trong giá xe ra biển số bánh em chưa tính vào đâu anh em nhớ cho bạn anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc anh em tùy nhu cầu như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia tốt thời điểm đầu tháng 10 em cập nhật cho anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em.